những ngày chưa nhập ngũ anh hay dẫn em về vùng ngoại ô có cỏ bông mây, ở đây im vắng thương người còn ta với trời. Thời gian vào đêm rừng sao lá nến khói sương răng lối cỏ quen, tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Cỏ mây đan dấu chân tròn đường đi bước mòn, sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ chối. Bác nhớ, chào mừng toàn thể có quay trở lại kênh Đặng Tín Audio ngày hôm nay. Thì trước video thì ngày hôm nay em cảm ơn các bác rất rất nhiều. Đây sẽ test liền lúc 10 đôi loa lên đường các bác. Phải nói cảm ơn các bác rất rất nhiều luôn. Thì bác đã ủng hộ em cái dòng loa NC là rất nhiều. Hôm qua đến 6 được các bác ủng hộ rất nhiều luôn. Thì đây là dòng loa full bass 30 của ETC. Em đang khuyến mãi rất là sốc luôn. Với cấu hình là một bass 30 và một chép kèn hạc nhập khẩu chính hãng của ETC luôn. Và với mức giá đang khuyến mãi cực kỳ tốt. Đây các bác quay gần về đây cho anh em mình xem. Với cấu hình loa này thì vừa rồi bác nghe được cái tiếng bass, em test đoạn nhạc bass đánh quá dã man luôn. Cô hình là số 1 bát 30 và một chép kèn của EDC nhá. Và dòng này đang được khuyến mãi giá rất rất là sốc để phục vụ các bác. Với dòng loa này anh em vừa nghe nhạc vừa karaoke gia đình cực kỳ chất. Đây cho bác xem qua tất cả đây. Hình thức cực kỳ đẹp. Và cho bác xem qua thông số của nó nhá. Và nhìn nước sơn này rất là chất lượng luôn của EDC nhá. Thùng cân rất là đẹp. Các bác nhớ hoan hỉ ủng hộ cho Đặng Tín Audio một like nhé. Bác nào chưa like ủng hộ cho em một like các bác nhá. Model này EDC E-Max, công suất là 450W một loa này. Độ SBL là 121 dB. Đấy. Được chưa? Trở kháng là 8 ohm. Đấy, max SBL là 121 dB. Cực kỳ chất luôn. Đây bác nhìn dòng loa này, thùng cân rất là đẹp. Bass 30 full bass 30 nhá của EDC. Và dòng loa này thực sự các bác là em đang trợ giá các bác giá quá là tốt các bác luôn. Và cho bác xem nội thất ruột gan nó đây. Cấu hình của nó sử dụng một bass 30, bác nhìn này. Màng sần chống nước nhá, gân tẩm dầu 36, màng sần chống nước cao cấp. Và cho bác xem lại củ bát đây. Rất khủng khiếp luôn. Tất cả bác nhìn cho em từ 7 màu nhá. Và từ nồi nhá. Đây, từ 7 màu đít nồi nhá. Bác nhìn từ cái cút cầu loa nó đã chất rồi. Và cái làm châm bác nhìn này, quá là chất lượng luôn. Đây, có lỗ thông hơi cho côn bát luôn. Từ 7 màu rất là đẳng cấp của EDC nhá. Tại sao tiếng bát nó sâu được như vậy bác nhìn này. Đấy. Và bác xem củ chép đây. Chép 450 mũi khế cao cấp nhá. Đây chép 450 mũi khế cao cấp. Vào những cái lam châm này sáng quắc luôn. Tất cả các đường cái cầu loa đều được mạ đồng hết. Và đây là phân tần của dòng loa ETC đây. Đây. Bác nhìn phân tần loa rất là lớn luôn và rất nhiều linh kiện để cấu tạo được phân tần nhá. Rất là chất lượng. Nhưng phần đó của bass nó quá đẹp. Và với dòng loa này bên em đang trợ giá cực kỳ tốt luôn nhá. Bên em đang trợ giá cực kỳ tốt. Và các mua loa thì vui lòng chuyển cọc cho em 1-200.000 qua tài khoản nhá. Thì loa nó hơi là nặng, có chỉ cần chuyển cọc cho em 1-200.000 qua tài khoản được. Và ngày hôm nay bắt đầu chốt nhắn tin qua cho em. Với cũng bắt đầu chốt loa bass 30 EDC. Chốt loa 30 EDC cho dễ nhá. Bác lấy vui lòng hãy nhắn tin qua số thoại với cũng bắt đầu chốt loa 30 EDC. Giá đang vẫn khuyến mãi 4.800.000 một đôi, 4.800.000 đô la full này em bao ship luôn. 4.800.000 đôi bắt đầu chốt nhắn tin qua cho em, cũng bắt đầu chốt loa 30 EDC. Tí sẽ test qua nhiều đoạn nhạc trữ tình nữa. Đây bắt đầu chốt cứ nhắn tin qua số thoại đây 0916957888. Đúng vào chốt loa 30 EDC 4.800.000 một đôi bao ship. Được chưa? Và em sẽ gửi số tài khoản bác cọc cho em 1-200.000 cũng được. Và khẳng định bác một đôi loa full bass 30 của EDC cao cấp này, một mức giá nó quá là sốc, 4.800.000 một đôi em bao ship luôn. Với một dòng loa full chất lượng. Dòng này thì em bán rất rất nhiều và số lượng trợ giá sẽ không có nhiều nhá. Bác nào chốt cứ nhắn tin qua số thoại đây. Cứ nhắn tin qua số thoại nhá 0916957888. Vũ phát chốt loa full 30. Chốt là 30 EDC, chốt là 30 EDC nhá. 4.800.000 một đôi. Rồi bây giờ cũng nghe qua chất âm, em sẽ test qua nghe một đoạn nhạc trữ tình.